Thưa bà con, từ buổi sáng chúng ta đã ra đi với một cái tinh thần rất là thoải mái và bình an. Và dĩ nhiên chúng ta mang trong tâm của chúng ta là tình yêu đối với Chúa, đối với Tổ quốc và đối với con người, nhất là đối với các nạn nhân của Formosa. Và chúng ta đã quyết tâm là chúng ta luôn giữ thái độ rất là tử tế, đàng hoàng với chính quyền, với công an. Và từ sáng cho đến bây giờ thật sự là chúng ta đã sống như thế. Và chúng ta rất là cảm thấy vui vì công an Quỳnh Lưu họ đã đối xử với chúng ta đúng là tình nghề và trách nhiệm. Hả? Rồi cháu biết để cho họ làm việc, và chúng ta sẽ có yêu cầu là họ phải làm việc, họ phải thẳng lên. Đức cha muốn cha giải quyết với họ cho ổn thỏa, nhưng mà họ có làm việc với cha đâu. Vì anh ấy là anh ấy phải làm việc với anh. Còn cái chuyện mà anh ấy coi thương em đến cái mức độ đó là không bao giờ chấp nhận. Đó ơi, chàng người con. Được, con an tâm ở đó đó. Nếu nhà con chưa được ra, cha và mọi người không bao giờ về. Con an tâm. Nói thôi, nói được chứ để họ làm. Chúng ta cứ tiếp tục ngồi đây. Em yêu cầu mọi người là như thế này. Đầu tiên là em yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Đầu tiên chúng ta là phải giữ bình tĩnh. Chúng ta không được mắc mưu bọn cộng sản. Con này thì họ đi chua. Mọi người không được mắc mưu bọn cộng sản. Chúng ta phải chia rẽ chúng ta. Chúng ta phải chia rẽ chúng ta. Con một lần nữa yêu cầu tất cả mọi người giữ bình tĩnh và chúng ta tập trung lại. Tập trung lại một nơi. Chúng ta không được chia rẽ. Chúng ta càng chia rẽ thì chúng ta càng mất mưu cộng sản. Cha yêu cầu tất cả bà con của giáo sư Sông Lộc tập trung về đây. Bà con của Sông Lộc tập trung về đây và chúng ta ngồi xuống. Bà con tôn giáo không được ai manh động. Chúng ta mất mưu. Chúng ta không được mất mưu chính quyền. Nên bây giờ cha yêu cầu tất cả những ai coi cha là cha thì chúng ta tập trung về đây, tất cả những người tôn giáo chúng ta về đây. Bà con đã về đây, chúng ta ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống là chúng ta đảm bảo an toàn. Ngồi xuống hết. Chúng ta ngồi xuống hết và chúng ta tập trung về đây. Chúng ta không được chia rẽ. Chúng ta tập trung về đây. Bây giờ chúng ta đọc kinh và tất cả những ái là tôn giáo. Chúng ta tập trung về đây và chúng ta đọc kinh. Ngoài Hà Nội. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen.